lô đất siêu rẻ, rất thích hợp cho chủ đầu tư, thỏa mãn 3 tiêu chí khi chúng ta mua một bất động sản. 1 là chúng ta có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 2 có thể phân lô tách thửa. 3 là giá rẻ hơn thị trường ít nhất là 30%. Mời các anh chị đón xem. Mến chào tất cả các anh chị, rất vui các chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Quang Linh. Bất Động Sản Quang Linh kính chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống này. Trong video này em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất siêu rẻ thuộc xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có mặt tiền đứng đá xanh, rộng hơn 6m và cách đường tỉnh lộ 328 là 1,3 km và cách chợ Ủy ban Nhân dân xã Bầu Lâm là 2,3 km. Và trên màn hình là vị trí chính xác của lô đất. Quanh vị trí đất chủ đã cắm cọc kéo kèm gai rất rõ ràng các chị. Đất cao ráo bằng phẳng. Đường trước đất là đường đá xanh, rộng hơn 6m, có đường thông. Diện tích của lô đất là ngang 80, dài 25m, đất phủ hồng 100% và giá chính chủ ký gửi chỉ 60 triệu trên 1 mét ngang. Một mức giá cực kỳ là rẻ tại xã Bồ Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, rất hợp cho anh chị đầu tư phân lô. Đất cao ráo bằng phẳng, đất đỏ ba gian rất là đẹp các chị. Đường trước đất là đường đá xanh rộng 6m, bao quanh đất và càng vào trong này nhà cửa xây dựng rất là nhiều. Anh chị có thể hình dung vị trí của lô đất trên bản đồ vệ tinh. Đây là vị trí của đất các chị. Đường trước đất là đường đá xanh rộng 6m, càng vào trong nhà cửa xây dựng rất là nhiều. Và đường này đường thông các chị, thông hai đầu ra đường tỉnh lộ 328. Vị trí đấy, cách đường tỉnh lộ 328 là 1,3 km. Cách trường tiểu học Bô Lâm là 2,3 km. Và cách chợ Bô Lâm, Ủy ban Nhân dân xã Bô Lâm, siêu thị Hoa Xanh là 2,7 km. Cách vòng xoay Ba Tô, thị trấn Phước Bủ là 20 km. Và cách biển Hồ Tràm chưa đến 30 km. Và đây là sổ ong riêng của lô đất. Hiện trạng đang là cây lâu năm, quy hoạch đất ở 100%, chúng ta có thể chuyển đổi mục đích thành đất ở tại nông thôn. Có mặt tiền đường bao quanh đất là đường đá xanh rộng hơn 6m. Theo như đánh giá của Bất Động Sản Quang Linh thì lô đất này hội tụ đầy đủ 3 tiêu chí khi chúng ta mua một bất động sản. Một là có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ cây lâu năm qua đất ở tại nông thôn. Đất phù hợp 100% và chủ đã kiểm tra quy hoạch tại Phòng Tài nguyên Môi trường. Lô đất này quy hoạch đất ở tại nông thôn. Tiêu chí thứ hai là lô đất này có thể phân lô tách thửa, diện tích là ngang 80 và 25. Sau khi chúng ta lên thổ cư, chúng ta có thể tách được 16 lô ngang 5 và 25 hoặc là 8 lô 10 x 25. Tiêu chí thứ ba là giá bán của lô đất này rẻ hơn thị trường ít nhất là 30%. Giá bán thị trường ở khu vực này đang dao động từ 90 đến 100 triệu trên 1 mét ngang. Vừa rồi là một số đánh giá phân tích của Bất Động Sản Quang Linh về lô đất này. Từ đó các anh chị có thể lựa chọn lô đất này để đầu tư hoặc an cư lập nghiệp tại xã Bô Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
đường trước đất là đường đá xanh rộng hơn 6m, thể hiện trên sổ. Con đường này làm nhựa thì giá trị của lô đất này tăng lên rất là nhiều các chị. Em xin nhắc lại thông tin của lô đất này. Diện tích là ngang 80, dài 25m, đất phù hợp 100%. Chúng ta có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ cây lâu năm qua đất ở tại nông thôn. Sau khi chúng ta chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chúng ta có thể chia tách lô đất này. Thứ ba là giá bán của lô đất này chỉ 60 triệu trên một mét ngang, rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Anh chị xem video, theo lô đất này phù hợp với nhu cầu đầu tư phân lô, các chị gọi ngay cho bất động sản Quang Linh theo số điện thoại quen thuộc 0986 606 314 để chốt nhanh lô đất đẹp, giá cực kỳ đầu tư này nhé. Bất động sản Quang Linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán, vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo bất động sản Quang Linh. Em xin dừng video này tại đây. Hẹn chị các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.